Thời gian qua, công tác phòng cháy chữa cháy được thực hiện đồng bộ xuyên suốt từ tỉnh đến cơ sở. Tuy nhiên, tình hình cháy nổ vẫn còn diễn biến phức tạp. Vì vậy, lực lượng công an cấp xã phường trên địa bàn thành phố Bà Rịa càng chủ động triển khai và tham mưu cho chính quyền quản lý phòng cháy chữa cháy. Tình trạng cháy nổ vì vậy hạn chế đến mức thấp nhất. Thực hiện cao điểm 60 ngày đêm tổng rà soát, kiểm tra về phòng cháy chữa cháy hơn một tháng qua, lực lượng công an phường Phước Trung, thành phố Bà Rịa đã tích cực phối hợp với các ban ngành đoàn thể phường thực hiện kiểm tra các cơ sở theo phân cấp quản lý trên địa bàn để kịp thời chấn chỉnh, xử lý những vi phạm trong công tác phòng cháy chữa cháy. Qua kiểm tra phát hiện vi phạm thì chúng tôi là cũng kiên quyết lập biên bản xử lý và yêu cầu khắc phục, trả lại hiện trạng ban đầu để tạo cái lối thông thoáng cũng như là đảm bảo công tác phòng cháy chữa cháy. Theo phân cấp quản lý, thực hiện cao điểm kiểm tra phòng cháy chữa cháy, theo phân cấp, Công an xã Tân Hưng, thành phố Bà Rịa sẽ tiến hành kiểm tra 130 cơ sở thuộc diện quản lý an toàn phòng cháy chữa cháy. Đến thời điểm này, với sự chủ động tích cực của lực lượng chức năng, địa phương đã tổ chức kiểm tra được trên 70 cơ sở, đạt trên 50% kế hoạch. Còn nhiều cái tồn tại cũng như là những cái hạn chế về mặt kiến thức của những cái chủ cơ sở liên quan đến công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, thì điển hình như là những cái thiết bị phòng cháy là những cơ sở là không đảm bảo theo quy định, rồi những cái hệ thống đường dây điện không đảm bảo. Thành phố Bà Rịa có 1.483 cơ sở thuộc diện quản lý về phòng cháy chữa cháy. Trong số này, Ủy ban Nhân dân cấp xã phường quản lý 1.347 cơ sở. Thực hiện cao điểm 60 ngày đêm tổng rà soát kiểm tra về phòng cháy chữa cháy, công an cơ sở đã phối hợp ban ngành đoàn thể địa phương kiểm tra được gần 900 cơ sở, đạt tỷ lệ hơn 66% kế hoạch. Qua kiểm tra, ngoài việc nhắc nhở xử lý các hành vi vi phạm, lực lượng công an cũng tuyên truyền giúp người dân cơ sở sản xuất kinh doanh nâng cao nhận thức để chủ động phòng ngừa nguy cơ cháy nổ. Thêm một số thì những trang thiết bị để phòng cháy chữa cháy thì tôi sẽ tiếp tục là sẽ bổ sung để làm cho nó an toàn trong sửa cái xưởng. Công tác là phòng cháy chữa cháy này đó, là công tác không riêng gì của các cơ quan chức năng mà nó là công tác toàn dân của toàn xã hội. Thành thử ra tôi cho rằng là coi như là mọi người phải có trách nhiệm trong công tác phòng cháy chữa cháy này. Đợt tổng kiểm tra rà soát lần này là một cái nhiệm vụ rất là quan trọng. Địa phương cũng đã tiến hành rà soát tất cả các cơ sở thuộc diện quản lý và đã tiến hành kiểm tra đến từng cơ sở, từng khu dân cư. Qua đó đã kịp thời chấn chỉnh và yêu cầu các cơ sở đã khắc phục những hạn chế thiếu sót. Thành phố Bà Rịa đang nỗ lực triển khai tổng rà soát kiểm tra an toàn phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ từ ngày 15 tháng 10 đến 15 tháng 12 năm 2022. Với lực lượng công an cơ sở, đây vừa là nhiệm vụ chính trị quan trọng, cũng là dịp để đánh giá đúng thực trạng về phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ trên địa bàn, góp phần xây dựng lá chắn an toàn về cháy nổ.